Chào các bạn, thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho quý anh chị cái cách để mình làm rễ một cái cây sứ ha. Cái này thì nó khác một cái là mình làm rễ trực tiếp từ cái củ sứ như vậy nha quý anh chị. Mình làm trực tiếp luôn ha. Thì cái cách này em khuyến khích, chỉ khuyến khích cho quý anh chị nào mà đã trồng cái củ sứ mà mình đã đôn lên rồi nha quý anh chị. Rồi sau đó mình mới làm ha. Còn như những cái cây nó đang nằm lúc vậy thì em không khuyên quý anh chị, mình không có nên moi lên để mình làm nha quý anh chị. Thì trước khi làm thì em sẽ quay cho quý anh chị xem ha. Những cái gốc sứ này hồi sáng giờ em đã làm nó nè. Quý anh chị nhìn thấy nó rất là cũng ok nha quý anh chị. Thì cái ưu điểm của cái cách làm này thì nó sẽ rút ngắn được cái thời gian nha quý anh chị. Cái cây nó đang phát triển về mình làm thì nó rút ngắn được cái thời gian. Còn cái thay nhổ cây lên rồi mình xử lý xong mình mới làm rễ thì cây đó thì cái kiểu đó thì nó an toàn tuyệt đối ha. Còn cái này thì nó cũng có rủi ro, thì em chỉ khuyến khích với anh chị nào mà mình làm là mình rành rồi ha, thì mình nên làm và mình cần những gì, chuẩn bị những gì ha quý anh chị. Thì đây là những cái cây sứ em hồi sáng đã làm ha, quý chị nhìn ha, rất là đẹp luôn. Thì để em quay sơ sơ cho quý anh chị xem. Rồi đây nè quý chị, đây là những cây sứ này là hồi đó trồng là không có phải là mình chỉ đôn lên thôi chứ không phải là trồng kiểu mà đôn cũ ha. Thì sẵn đây cho quý chị thấy trồng đôn cũ nó đẹp hơn cái kiểu này rất là nhiều nha. Cái này là mình trồng rồi mình nhỏ lên đôn lần lần, còn cái cách trồng đôn cũ thì nó sẽ có bộ rễ đẹp hơn nha quý chị. Đây là cái cây sứ trồng tự nhiên, trồng tự nhiên rồi mình sẽ đôn lên lần lần ha, cũng đẹp nhưng mà nó không có đã lắm nha quý chị ha. Đó, đây cũng vậy, đây là một cái cây sứ trồng tự nhiên. Còn đây nè quý chị, đây ha, đây là những cây sứ mình trồng mình đôn chậu nha. Mình trồng đôn chậu thì em cũng có làm cái clip đó rồi ha. Quý anh chị có thể xem cái đường link bên dưới á, em có để bên dưới để quý anh chị có thể nào chưa xem thì xem lại để mình trồng ha. Đây thì những cây này là em đã trồng đôn chậu nó này khoảng 6 tháng rồi. Sau khi em gỡ ra ha thì nó nhìn rất là đã nha. Quý anh chị thấy không? Bộ rễ rất là tuyệt vời ha. Đây. Đó, quý anh chị thấy nó rất là đã nha. Thì cái bộ rễ nó đẹp hay không thì cũng cũng hên xui là mình có được cái cây sứ nó rễ đẹp thì nó sẽ đẹp nha quý anh chị. Còn có những cây hiện rễ cũng tạm nhưng mà vẫn đẹp. Để em quay nhiều cây cho quý anh chị xem ha. Cây này thì khỏi chê rồi. Cây này nữa, rất tuyệt vời nha. Thì qua bên đây. Đây cũng có mấy cây em cũng trồng trong đôn chậu là trồng như thế này nè quý anh chị ha. Đó. Đây cũng là một cái cây lúc hổm em trồng mà em có làm clip cho quý vị xem á, chị thấy không, cái bộ rễ nó rất đẹp. Và hồi sáng em cũng đã làm rễ sống luôn cho nó nè ha, làm trực tiếp luôn, không có nhổ ra gì hết, để vậy mình làm mình cắt rễ lại thôi. Đó, chị thấy không, rất là đẹp nha. Thì cái cây sứ nó cái ngoài mình chơi bông ra thì mình cái bộ rễ cũng rất là quan trọng nha quý chị. Để có một cái cây sứ đẹp thì mình có thể tận dụng ha. Mình làm rễ cho nó rồi mình tạo tàn cho nó ha. Tại cây sứ mình có thể chơi bonsai rất là dễ chơi nha. Thì đây cũng là một cái cây trồng đôn chậu ha. Mà các anh chị thấy rất là đẹp nha. Bộ rễ rất là đẹp. Nó đã ăn rễ bên dưới nè. Đó, đây nữa nè quý anh chị. Cây này thì hồi đó là mình nhỏ lên mình tỉa rễ. Nè, cứ ngắt nha. Thì bắt đầu để em vô em sẽ làm cho quý anh chị xem nha. Còn đây nè, mình trồng tự nhiên thì những cái củ nó như vậy ha, mình đôn lên lần lần thì nó cũng được nhưng nó không có đã lắm nha quý anh chị, chứ cũng vẫn đẹp nha. Đó.
Cây này là cây hoàng tử nhỏ nè quý chị, nụ ha. Cái mặt hoa nó thì nó giống như cái cây đại mỹ nhân á, cái trắng viền đỏ. Cây này là trồng tự nhiên mà không ngờ em khi em đôn lên em làm rễ thì nó nhìn cũng rất là đẹp nha. Đây là cây trắng ba lớp nè, này nó rất là to ha, rất là to luôn. Thì trước khi làm thì quý anh chị chuẩn bị cho em hai thứ này nha. Cái đó là một cái gói nấm Trico Đẹp Ma nha quý anh chị. Thì có cái thương hiệu nào cũng được nhưng mà là Trico Đẹp Ma ha. Rồi cái thứ hai là keo liền xẹo nha, keo liền xẹo. Đây là cái liền xẹo Mỹ ha quý chị. Rồi cần phải có hai thứ này nha. Đây, cái bình xin nói nhà nha. Một con dao bén ha. Một con dao bén. Thì đây là củ sứ em đã trồng đôn chậu rồi đó quý chị ha. Thì cái clip cách trồng đôn chậu thì em sẽ để bên dưới cái phần mô tả ha, quý chị có thể theo cái đường link đó để mình coi, để mình biết cách để mình trồng. Rồi sau khi em tháo cái chậu ra đó anh chị thì nó như thế này nha. Đây, bắt đầu giờ mình moi đất ra nha quý chị, moi đất ra ha. Moi đất ra tuy rằng làm cái cách này thì nó cũng dễ có rủi ro là do mình tạo cái vết thở nó nằm bên dưới này thì nó dễ ảnh hưởng, có thể làm thứ cũ nha quý chị. Cho nên nó cái quan trọng nhất là quý chị phải có nấm Trico Đẹp Ma nha ha, phải có nấm Trico Đẹp Ma mới được. Thì cái nấm Trico Đẹp Ma nó giúp cho cái nó là dạng vi sinh vật có lợi nha quý chị ha. Nó sẽ giúp cho cái đất mình á nó sẽ sạch hơn ha. Nó là dạng nấm đối kháng cho nên những cái con nấm gây hại cho cây sứ mình á nó sẽ bị tiêu diệt ha. Rồi thì sau khi quý anh chị moi lên á thì bắt đầu mình cũng dẫn tỉa như cái cây sứ mình đã nhổ lên rồi nha quý anh chị. Thì quý anh chị tỉa từ ở trên tỉa xuống ha, tỉa trên tỉa xuống. Thì tỉa em phiên quý anh chị nên tỉa từ cái cọng rễ nhỏ nhất ha, cái cọng rễ nhỏ nhất. Rồi bắt đầu mình mới sẽ tiếp tục mình mới tới cái rễ lớn nha quý chị, để mình mới nhìn thấy được cái dáng ha, mình mới nhìn được thấy cái hướng đi nha quý chị. Thì quý anh chị nào mà chưa có tỉa rễ lần nào thì quý anh chị cũng yên tâm ha, mình cứ từ trên xuống ha. Rồi cộng rễ cám trước, rễ nhỏ trước thì quý anh chị sẽ thấy được cái hướng để mình tiếp tục mình làm vậy nha quý chị ha. Chứ quý chị mới vô mà quý chị cho làm bình thường tỉa từ thì nó nhiều khi nó rất là ổn nha. Chứ thực sự cây sứ mà quý anh chị để ba cái rễ cám này nè, ba cái rễ cám này nó cũng sẽ là một cái tác nhân làm cho hư củ sứ nha quý chị nè. Quý chị thấy không, cái bản chất của cái cây sứ á, những cái rễ cám mà nó phơi lên trên á nó không còn hút được chất dinh dưỡng á, thì cái cây sứ nó sẽ loại trừ nha, nó sẽ bỏ cái rễ này. Thì nếu mà trong cái đất của chúng ta mà không có sạch á thì nó sẽ vi khuẩn nó sẽ tấn công trên cái vết thở này là nó ăn luồn vô nha quý chị, ăn luồn vô thì nó sẽ cũng gây ra hư củ nha. Thì quý anh chị khi mà đôn củ sứ thì quý anh chị cũng phải cắt rễ cám ha, mình phải cắt rễ cám nó rất là tại cái sứ mình nó mới an toàn nha quý anh chị. Thank you.
thì cái tỉa rễ thì quý anh chị tỉa theo cái sở thích của mình ha, không có theo một cái khuôn khổ nào nha quý anh chị. Không, quý anh chị muốn tỉa sao tỉa, nhưng mà em phiên quý anh chị là làm theo trình tự là mình làm từ cái rễ nhỏ trước ha, và làm từ trên xuống, thì lúc đó quý anh chị sẽ nhìn nhận được cái cây sứ mình muốn để được cái kiểu gì ha. Đó thì cho nên là quý anh chị cứ làm trình tự từ trên xuống dưới. Như cây này thì bộ rễ nó cũng tương đối dễ làm à. Chị thấy nó cũng đẹp đẹp rồi nha. Thì những cái rễ nó nằm chung với cái rễ bự như vậy thì quý anh chị nên cắt bỏ nha. Cắt bỏ đi. Bỏ luôn nha quý chị, nó nằm chung cái rễ cái rễ bự nè, bỏ luôn ha. Thì cái đó là cũng là tùy theo cái cách nhìn của quý chị nha, cái cách chơi ha. Em thì em cắt bỏ, còn quý chị tùy quý chị thôi. Rồi như hai cái rễ này thì cũng cắt bỏ luôn nha quý chị, em thì em cắt bỏ đó. Quý chị cắt kỹ kỹ nha. Anh này mình làm từ từ đây ha. Thì tại sao mà em khuyến khích với anh chị làm rễ trên những cây mình đã đôn lên rồi nha quý chị, thì cái bộ rễ nó đã nằm khơi ha, cho nên nó khi mình cắt thì cái mức độ nó an toàn nó cao hơn nha quý chị. Còn quý chị làm những cái cây mà mình nó nằm âm ở dưới á, mà quý chị cắt á, thì nó rất là nguy hiểm nha. Đó, như vậy là xong. Thì quý anh chị sau khi xong á, thì quý anh chị pha cho em là 2 lít nước ha. Một cái bình này 2 lít thì quý anh chị pha là 10g nấm Trichoderma nha, 10g nấm Trichoderma, quý chị rửa nó ha, rửa dính cắt.
đây, với chị rửa nó giùm em. Thì quý anh chị rửa vết cắt thì trong khi nước nó xuống đây thì nó sẽ thấm vô cái bầu đất của mình nha quý anh chị. Đó, nó giúp cho cái bầu đất mình nói chung là an toàn ha, tại vì trong cái quá trình mình làm thì có thể nó cũng bị đứt rễ cám ở dưới bên dưới nha quý anh chị ha. Trong quá trình mình làm thì nó sẽ bị đứt rễ cám bên dưới, thì khi mà mình tưới nấm trico đạm ma thì nó sẽ giúp cho cái bầu đất mình nó sẽ sạch sập nấm phẫn hơn ha. Tại vì quý anh chị nên xung quanh mình lúc nào là cũng có vi khuẩn có lợi và có hại nha quý anh chị ha. Thường cái cây sứ mình bị thối là do nguyên nhân là do nấm nó tấn công trên cái vết thở ha. Thì khi mình làm rễ như vậy thì mình tạo cái vết thở trên cái rễ sứ rồi, cho nên thì nó dễ bị nấm tấn công ha. Thì quý anh chị nên phải có, bắt buộc phải có thằng nấm trico đạm ma này nha quý anh chị ha, nấm trico đạm ma của cái này là của Đại học Cần Thơ ha, còn quý anh chị mua của cái hãng khác thì cũng được ha. Đó, thì sau khi quý anh chị làm xong, quý anh chị rửa sạch vậy, quý anh chị để đem ra nắng phơi ha cho nó khô, quý anh chị dùng keo, dùng keo nè, dùng keo quý anh chị trét vô những cái vết này ha. Thì nói chung là quý anh chị chỉ làm tình tự như vậy thì bảo đảm với quý anh chị là cái cây sứ quý anh chị là an toàn, không có vấn đề. Thì sau khi quý anh chị làm xong ha, như cây này làm xong thì nó có được cái bộ rễ rất là đẹp nha. Đó, quý anh chị thấy không? Đây. Cây sứ rất là tuyệt vời quý anh chị. Quý anh chị có thể làm rễ ha, làm rễ sữa vàng, và đặc biệt là cái dòng sứ hạt bây giờ thì cái hoa nó rất là đẹp nha. Đây, ưu điểm của sứ hạt là quý anh chị trồng nó mau lớn ha, rồi để mình nó dễ có bộ rễ đẹp hơn ha. Còn cái cây sứ chí nhánh thì nó lâu lớn hơn nha quý anh chị, và đặc biệt có những giống khi mình chí nhánh thì nó không lớn luôn nha, có một vài giống thì mình chí nhánh nó trồng nó lớn ha. Rồi, quý anh chị thấy không? Thì sau khi quý anh chị phơi khô rồi đem ra nắng cho nó khô những cái mặt này thì quý anh chị dùng keo liền xẹo quý anh chị trét lại nha. Đó, còn ở dưới đây thì quý anh chị tưới hết cái lượng nước nấm trico cho em nha, vô cái bầu đất này rồi quý anh chị đem ra trồng bình thường. Nếu mà quý anh chị kỹ hơn thì quý anh chị có thể dùng cái lưới đen quý anh chị bao cái củ lại nha, bao cái củ khúc trắng này nè, sợ nó bị nắng nó cháy, còn mấy bữa mà nắng gắt sợ nó bị cháy củ nha quý anh chị ha. Rồi, cảm ơn, chào tạm biệt quý anh chị nha, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi ha.